Mọi người. Mọi người. Mọi người la lên hả? Yes! Yes! Alright! Yes! Mừng quá không? Yes! Yes! Lúc kia mừng cho hai không? Rồi hai đứa bên em. Yes! Let me call Brian. Em sẽ xem hết. Từ. Rồi congratulations Justine. Được vô trường gì đây? NC State, trường này giỏi. Tiếp, mẹ nó mơ đúng không con? Lucky, no. Lucky mừng hả? Lucky mừng quá. Đi xin nói mẹ đi. Hôm bữa mẹ nằm mơ sao? Con nói mẹ nghe. Nói cho mọi người nghe đi. Hôm bữa mẹ nằm mơ sao? Mẹ nằm mơ em nằm mơ đúng không anh? Theo em thấy đừng worry about. Bây giờ nó bỏ đi rồi. Lucky mừng không Lucky? Tin đã vô trường này. Tại vì nó vô một cái trường rồi mà trường gì à? Charlotte. University of Charlotte. À, em còn cái này trường này trường good hơn. UNC, cái kia UNC, cái này là NC State. NC State, yes. Vậy đây là có cái những chỗ về engineer. Ok, mà tin học engineer. Đây là. Lucky, anh nói gì không? Wow, yeah, wow, good job, man. Good job, bro. Your hard work can pay off, bro. Your hard work can pay off. Congratulations. Yeah. Yes. Trời, good. Trời, trong lớp có tiền bao nhiêu đứa đi? Có mấy đứa vô NC State? Chịu tiếng. Em Brian cũng vô NC State phải không? Nãy nó mở ra đây. I don't think I get it. Cái nó mở ra thấy mừng quá. Oh, undergraduate there, undergraduate admission there. Congratulations, Christine. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Okay, may Christine prom day pick Christine up nè. Wow, pretty. Hey, Brian, how you doing? Wow, looking good. Thank you. Look good. Everybody look good. The suit, wow. The dress. That's so pretty. Wow. All right. Okay. So your kid ready heading out? Yes. Okay. Bye. Bye. Your kid have fun. Bye, Brian. Thank you. Thank you guys have a good time. Be careful, all right? Yep. Thank you. You're welcome. Oh, yeah. But you guys gonna have a good time today, huh? You gonna put a flower on to that now, or you gonna wait until you get to school? You can put it on now, right? Put it on. Yeah. I think. And then you just yeah. Put it in the pen, I think. Maybe. Maybe. Yeah, that's it. I don't know. Okay. You could check. Wow, looking good. Pretty. You guys looking good, guys. Perfect. Beautiful couple. All right. Yes. Get ready to head out? Yes. Yeah, you guys have fun. Be careful, okay? So this is what Brian brings for Christine. Wow. Awesome. Brian come in. Wow, it's beautiful, guys. Good. Oh. Oh, you want Brian to hold it for you? Until we get to the car, I guess. Yeah.
Wow. Bye, bye. Your kids have fun. Love you guys. Bye. Bye. Bye, Brian. Have fun. Thank you. Take care of Christine. Be careful, Brian. Alright. Formal middle school hả? Thôi. Cái gì đẹp không? Flower nè, flower. Flower đẹp nè. Đây đây, flower đẹp nè. Ở đây này mày chụp trên cho tao tắm. Ok. Oh my god. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Rồi, đây đây đứng này chụp nè, nè nè, cái gì? Nhanh lên, tìm chở hả? Hello, chào cả nhà. Ừ. Con gái 14 tuổi. Cái gì? Chào á, con chào hả con? Rồi cái gì vô. Rồi hôm nay Casey có bạn đi đông không con? Trường con á. Casey nói mọi người đi. Không biết, nói tiếng Việt. Hôm nay là ngày gì con? Formal của gì? Giống như prom của high school. Giống như prom vậy hả? Rồi Casey là đi giống như prom vậy ha. Vui nha, vui nha. Gì cần? Nãy Casey làm gì la vậy? Con gì buôn con hả hay sao? Con ong hả? Con ong mà sợ con ong hả? Nhỏ bị chích rồi hả? Con hằng nhớ con chích. Vậy hả? Rồi Casey á muốn lên high school rồi con sao con học gì hả? Con nói tiếng Việt gì? Con làm gì? Con chưa chọn ngành nữa đi. Con chưa chọn ngành. Ngành. Nhưng mà nhớ là con thích học trường gì? Trường Đức. Cái đó là top 10 của nước Mỹ, là đứng năm đứng hạng thứ 9 ở đây, đứng hạng thứ 9 của nước Mỹ, trường trước á, University á, ở Raleigh. Bữa nào sẽ Cam Thi sẽ review đến trường trước cho mọi người thấy ha. Đây là Trixie đây, chào mọi người đi con, chào cả nhà. Chào cả nhà. Cô chú. Ông bà. Gái. Nghe con. Gái. Lái. Tin lái xe. Lái xe. Bây giờ con phải nói tiếng Việt nhiều nha. Lái xe chứ không phải đái. Tin lái xe. Đi cẩn thận nha con. Mình làm cái video ngắn này để kỷ niệm
Casey đi prom. Ông không phải đi prom. One. Cái nhà đi gần sắp mà middle school hết rồi. Nên là đi cái nhà party vậy phải không con? Dạ. Yeah. Ông học thích nhất môn gì? Hả? Thích nhất môn gì? Tụi đi học mà không thích môn gì con? Toán hay văn hay viết hay đọc gì? Thích môn gì? Hả? Trời, nó không thích môn gì sao được? Vẽ hay gì đó. Ai cũng khen con vẽ đẹp á. Hả? Trời ơi trời. Ai cũng nói con vẽ đẹp mà cái Casey. Thích vẽ không? Hả? Trời ơi. Nói đi con. Nói mọi người đi. Mọi người nói Casey nói tiếng Việt giỏi đó nhớ đó. Đi một mấy tiếng mới xong con? Mẹ đó. Mấy tiếng? 7, 8. À, 8 giờ hả? 8 giờ đón hả? Ok. Rồi, khoảng 2 tiếng. Ừ. Còn Tin là bữa đi prom vui không con? À, Tin là đi prom rồi, Tin là high school, đi prom xong rồi. Bây giờ còn gì nữa không con? Còn ra trường thôi phải không? À, ok. Casey, chừng nào ra trường middle school? Casey là xong xong middle school, Tin là xong high school. Đó, hai đứa xong rồi đó. Tin là lên đại học. Tin đại học thì cũng trường cũng gần thôi chứ không có xa. Rồi quay mọi người nè, con đường này đến trường của Casey. Người có con cái mà đến cái tuổi này á, lớp 10, gần xong lớp 12 á, là vô đại học. Đủ thứ chuyện phải lo ha. Ừ. Mà mẹ ok, mẹ tin Casey với Tiên sẽ ngoan ha. Giỏi. Mình học ráng siêng năng thì mình sẽ thành công thôi nghe con. Ok. Rồi chút xíu tới trường là quay ha. Rồi tắt cho mọi người. Bên này bắt đầu mùa, gần sắp mùa hè rồi, nóng quá trời. Mai mốt sẽ có clip Tin ra trường và đến trường của Tin để tham quan cái trường của Tin như thế nào ha, cho mọi người thấy. Máy test là con thấy sao? It's fun. Fun hả? Dễ không? Yes. Dễ hả? Ừ. Ba đâu có cho lái đâu. Cái bạn Casey tới chưa? I'm gonna be so mad if there's no people as dressed up as me. Ai cũng đẹp mà. Đây là trường Casey đây. Middle school. Bye Casey, love you. Have fun. Hurry Casey. Dễ rồi đó, vô. Casey mới đi đi trường về hả con? Dạ. Casey nói đi, Casey được cái gì đó? I got cần tiếng Việt. Có một best style đâu này mày con coi. Trời ơi. Nó đi á. Ờ mẹ để em con, để mà coi coi. Mà coi coi. Ồ Casey được này best style. Có mình con được hả con? Dạ. Trời ơi Casey mặc cái outfit này. Trời ơi, Casey mặc outfit này kia được best style. Con có entourage. Cái gì hả? Nhiều
nhiều người nói con đẹp quá. Lúc mà con đi vô trong formal, người nói con, mọi người, you know? Yeah. Mọi người la lên hả? Mọi người la lên. Tại vì thích cái bộ đồ của con hả? Để ở đâu con có bộ đó? Mẹ. Của ai? Mẹ cho con. Con lấy. Mẹ. Con lấy của mẹ. Thì nói cho cả nhà biết là cái cao đầm này á, thì mặc chắc là cũng 20 mấy năm về trước rồi. Lúc mà chưa có con á, rồi cái giữ đến bây giờ luôn á. Rồi cây si nó vô nó mẹ muốn giục cái này. Đúng rồi, tại vì mẹ không vừa, tại mặt mà không vừa nên là mẹ mới tính bỏ con. Hồi con có rồi sao không biết sao rồi. Trời ơi, lóc cây si dài quá, muốn phải cắt nha cây si. Yeah. Đó, cây si happy hả, tại si được best dress hả. Vậy hả? Rồi ok thôi, chào cả nhà nghe. Chào cô chú ông bà đi con. Chào cô chú ông bà, bye bye. Rồi gái lớn quá. Bye bye cái gì. Rồi bye bye cả nhà đi con, bye bye. Rồi.